đánh đầu. Liên tục những pha dứt điểm của đội Belo và lưới ngoài phòng đã rung lên. Tỷ số đã san bằng 1-1. Sau hai trận thịt ngòi ngày hôm nay, Nam Định đã lại ghi bàn. Tuy nhiên trợ lý trọng tài cho rằng đó không phải là bàn thắng. Quả là một trận đấu rất thiếu may mắn cho đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ. Nam Định đã tạo dựng được khá nhiều tình huống nguy hiểm, những cơ hội thực sự, nhưng mà thắng vẫn chưa đến. Có thể trọng tài cho rằng Rafael Sơn việt vị. Hải Phòng đang chống trả rất kiên cường. Đỗ Melo đối mặt. Trận đấu vẫn tiếp tục. Đỗ Melo đang tỏ ra rất đau. Một cơ hội. Lưới của Nam Định đã rung lên lần thứ hai trong trận đấu. Tỷ số là 2-0 cho Hải Phòng. Ngay sau một tình huống gây tranh cãi, Đỗ Melo bị đau thì Hải Phòng đã tổ chức phản công. Trong hiệp 2 này, Nam Định có bàn thắng bị từ chối. Và bây giờ là pha ghi bàn hợp lệ của cầu thủ Hải Phòng. Cách biệt được nhân đôi. Rất nhiều khả năng ngày hôm nay sẽ là một chiến thắng rất quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Sự thất vọng của huấn luyện viên Văn Sĩ và một số khán giả trên thị trường đã ra về. Empane lần này đóng vai trò kiến tạo cho Caldecia. Pha ghi bàn đầu tiên ở V-League 2020 của chân sút người Brazil. Rất nhiều khả năng đây là trận thua thứ tư liên tiếp của Dược Nam Hà Nam Định, bắt đầu từ trận thua Viettel ở sân nhà. Chúng ta xem tình huống này. Theo chúng tôi đó là một lỗi của Văn Toàn. Pha ra chân rất nguy hiểm của Văn Toàn. Và đã có được hai bàn thắng do công của các ngoại binh Empande và Claudicia. Chân sút Claudicia đã có bàn thắng đầu tiên